Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo Pháp, do nhờ đức của chư Tăng, do nhờ đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ đức của Tam Muôn Bốn Ngàn Pháp Môn, do nhờ đức của Tam Tạng, do nhờ đức của chư Thinh Văn Đệ Tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của mình, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hàng đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự ức ức, cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt. Do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật. Dạ, mô Phật. Rồi, mời sư đã tụng kinh xong. Bây giờ, hôm nay chị Lạc Lê đi học sớm ha. À, chị Lạc Lê còn đó không? Rồi rồi mời chị tụng nghe, hay là thọ tam quy ngũ giới gì đó. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Kha giá. Dạ, con cho con hỏi là âm thanh con có được nghe không? Dạ, thưa sư. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, dạ cảm ơn anh Nguyễn. Ok. Nào, mà bây giờ thì nãy sư tụng kinh, bây giờ trừ mình xin giới đi cho không ấy. Dạ, bà sư và con xin giới đi, hay sợ đường sư. Dạ. Dạ, con thay mặt cho đại chúng, con kính mời tất cả Phật tử cùng tam phương chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo để cung thỉnh đại đức Thanh Tâm truyền tam quy ngũ giới cho hàm tự chúng con. Dạ. Samayam phan te quy sung quy sung rakhana tha ya ti ne na saham ja sila ni ya cha ma bạch hóa đại đức tọa tri và ngũ giới nơi
tam bảo hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dâm bi ma dâm phần tê vi sung vi sung rắc ca na tha ya ti sa ra nê na sa ha pay cha a ni ya cha ma. Bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ tam để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm bi ma dâm phần tê vi sung vi sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha pay cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và cung kính nhân biết lại cho đại đức từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami. Tati cham bị Buddhang saranang gacchami, Tati cham bị Dhammang saranang gacchami, Tati cham bị Sanghang saranang gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sam Buddha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bút thăng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti dâm bi bút thăng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi tham măng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi sang khăn sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành tăng lần thứ nhì. Tá ti dâm bi bút thăng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tá ti dâm bi tham măng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tá ti dâm bi sang khăn sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Và con kính nhân biết lòng. Đức ạ. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta ve ra ma ni si ca pa đằng sa ma di ya mi. A di na da na ve ra ma ni si ca pa đằng sa ma di ya mi. Ca me su mi cha cha ra ve ra ma ni si ca pa đằng sa ma di ya mi. Musa wada weramane sika padang samadhiyami. Sura meraya macappa marathana weramane sika padang samadhiyami. Sura meraya macappa marathana weramane sika padang samadhiyami. Dạ a ma phan te, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ đều học là cố ý tránh xa sự sát sanh,
Aninada na quê ramani sikha badang samadhiyami. Con xin văn dự đều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara quê ramani sikha badang samadhiyami. Con xin văn dự đều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada quê ramani sikha badang samadhiyami. Con xin văn dự đều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me cha cha ba ma cham ba ma da tha na quê ramani sikha ba đăng sa ma di ya. Con xin văn dự đều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Và con xin nhân biết lại cho đại đức. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải văn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải án thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ, mời cô sám hối Tam Bảo ạ. Xong rồi mời MC Ngang Nguyên Như Nguyên Trang. Dạ, ma phần tê và chúng con xin văn. Dạ, con ngợt. Dạ, mô Phật ơi, chào đạo tràng. Chị Lạc Lê rất mất. Bây giờ Nguyên Như Nguyên Trang thấy sư Chánh Hạnh có đến với buổi học hôm nay không? Nguyên Trang cầm mic ngang hay là học bài gì đó, mời giơ tay đi. Tại vì mình còn 10 phút nữa thôi. Xin hết lòng thanh kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đảng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến, Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cho con xin tín hiệu. Dạ con cảm ơn sư Thanh Tâm. Dạ. Dạ sư Chánh Hạnh thì bây giờ chưa đến giờ sư. Con đến là hình như là 9 giờ rưỡi thì mới đến giờ lận ạ. Nên con nghĩ chắc sư có vào để giảng cho mình đó ạ. Dạ con không biết bây giờ trong room bây giờ có thể là mình ôn bài trong khi mà chờ sư tới ạ. Dạ con kính mời đạo tràng có thể Nguyên Như có thể post bài không? Tại vì dạ cô ơi con thấy cô rất mít, con không biết nha cô, con xin lỗi cô. Dạ cô Lạc Lê, dạ em sư kêu con lên, dạ con xin lỗi cô. Dạ hôm nay không có chị Kim Nhung nên Nguyên Như có thể post bài không Nguyên Như? Thì Nguyên Trang kính mời đạo tràng mình có thể ôn bài trong khi mà chờ chưa tăng đến à. Có Nguyên Như có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Thấy không? Không thấy Nguyên Như ơi, không thấy bài Nguyên Như ơi. Không có bài. Chưa thấy bài. Dạ không biết mọi người có thấy bài không? Không ạ, chứ Nguyên Trang thì chưa có thấy bài à. Dạ trong khi chờ đợi cô Bình Lê ơi, cô có thể lên mình đọc đi. Ồ đọc đi hả? Không có bài gì cứ đọc. Không có bài Nguyên Như ơi.
Thì bây giờ ai có bài là lên đọc ha. Thôi giờ mời cô Bình Lê đi. Cô ơi, cô có thể lên 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 đọc chia pháp được không cô? Cô có nghe âm thanh của Nguyên Trang không cô? Không biết là cô có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ. Dạ bây giờ con xuống mic nha, con mời cô cầm mic, cô đọc bài nha cô, mặc dù mình không có nhưng mà con kính gửi mic lại cho cô ạ. Ủa Nam Mô Bích Thai Giá. Ủa cô không biết. Ủa đợt trước con có chỉ cô cầm rồi mà cô. Lúc cô muốn cầm mic ha, là cô thấy ở trên cái màn hình á, nó có cái như là cái microphone nè, rồi cái máy quay phim. Thì mình lấy ngón tay mình bấm vô cái microphone thì nó sẽ hiện lên một cái đường màu xanh là talking ha. Thì mình sẽ bấm vô cái nút màu xanh đó, nhưng mà khi mình đụng vô cái nút màu xanh đó thì mình nhớ đẩy lên thì mình mới là giữ lại nha cô. Khi mình đụng, mình bấm vô cái nút màu xanh thì mình phải đẩy lên trên một cái, rồi sau đó mình nói chuyện. Khi mình nói chuyện xong á thì mình phải bấm vô cái nút là màu đỏ, nó thành màu đỏ. Khi mình bấm vô mình đẩy lên á thì nó hiện thành màu đỏ. Thì mình nói xong á thì mình sẽ chưa thấy nữa Nguyên Như ơi, thì mình sẽ bấm là màu đỏ thì nó liền để là stop talking nha cô. Dạ dạ con xin xuống phết con mời cô lại ạ. À. Con mời cô Bình Lê nha. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính chào sư và con kính chào đạo tràng. Không biết đạo tràng có nghe con nói không? Dạ, dạ con xin đọc bài bản chia pháp mà không biết muốn đọc cho tới đâu á, cho đạo tràng cho biết ha. Ừ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai. Pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai. Chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai. Sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai. Sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai. Tâm siêu tế, tâm nghiệp tế. Tâm nghiệp tế được chia làm hai. Tâm đau đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai. Tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo được chia làm hai. Tâm vô nhân, tâm bất tiện. Tâm bất tiện được chia làm ba. Tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tam được chia làm tám. Tâm tam thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tam thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tam thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tam thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tam thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tam thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tam thọ xá ly tà vô trợ. Tam thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai. Tâm sân thọ u hợp phân vô trợ. Tâm sân thọ u hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai. Tâm si thọ xá hợp hoài nghi. Tâm si thọ xã hợp phong vật. Tâm vô nhân được chia làm hai. Tâm quả vô nhân. Tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai. Tâm quả bất tiện vô nhân. Tâm quả tiện vô nhân. Tâm quả bất tiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xã quả bất tiện vô nhân.
Tâm tỷ tâm nhĩ tức thọ xả quả bất tiện vô nhân. Tâm tỷ tức thọ xả quả bất tiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất vô nhân. Tâm thân thức thọ xả quả bất tiện vô nhân. Tâm tiếp tu thọ xả quả bất tiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất tiện vô nhân. Tâm quả tiện vô nhân được chia làm tam. Tâm nhãn thức thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm tỷ nhĩ thức thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm tỷ tức thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm thiệt tức thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả tiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả tiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả tiện vô nhân. Dạ, con tới đây con xin dứt. Dạ, con xin xuống. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con thấy còn 3 phút nữa. Con xin kính mời đạo tràng. Dạ Quang Phan có thể đọc được không Quang Phan? Còn 3 phút nữa Quang Phan lên đọc nha. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thaya, dạ quanh lên được không vậy quanh? Dạ như vậy anh Lý lên đọc nha anh Lý, đọc trước khi mình học nha anh Lý. Sa thú, anh Lý có cầm mic được không ạ? Dạ đạo tràng có nghe được Nguyên Như không ạ? Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Vậy Nguyên Trang lên đọc ha. Nguyên Trang lên đọc một lần nữa để lớp ôn trước khi mình vô bài mới học nha. Ok, Nguyên Trang, sa thú Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Chánh Hạnh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc một lần nữa trước khi mình vào giờ học. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai. Pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai. Chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai. Sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai. Sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai. Tâm siêu thế, tâm hiệp thế được chia làm hai. Tâm đao đại, tâm dục giới được chia làm hai. Tâm dục giới vô tình, tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai. Tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba. Tâm tham, tâm si, tâm tham được chia làm tam. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xa hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xa hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xa ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xa ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai. Tâm sân thọ u hợp phân vô trợ. Tâm sân thọ u hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai. Tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Tâm si thọ xã hợp phong vật. Tâm vô nhân được chia làm hai. Tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai. Tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân.
Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm thiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tam, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng y môn thọ xả, tâm ứng cung bi tiêu thọ hỷ. Dạ, dạ Nguyên Trang đã đọc xong ạ. Dạ, sau đây dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Mời Nguyên Như, bây giờ là đến dạ thấy sư Chánh Hạnh đã vào rồi nên Nguyên Trang mời Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Thái Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin một lần nữa kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và dạ, con xin kính đảnh lễ chư sư Thánh Hạnh, Chánh Hạnh. Dạ con xin kính chào ông Năm Bà Năm, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacha loka thi pati sa ham pati ka tan cha li an thi wa ra ya cha tha san ti tha san tap para chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rinh quy nha dành cha cả dân su tanh cha bánh thăng phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ thà nê dê ba rì sa và mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vương lộc giả ngài dời trơn sang thuyết pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khâm chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính mời sư Thánh Hạnh, Chánh Hạnh có thể đăng đàn để thử mic để coi có được hay không trước đã, xong rồi Nguyên Như xin thay mặt sư để mà đọc cái phần chánh kinh ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Chánh Hạnh ạ. Nhớ Phật, xin chào tất cả đạo tràng, kính lễ chư tôn đức tăng. Nhà Mô Phật, quý vị nghe rõ trước khi mình lễ bái tam bảo tóm tắt, rồi sau đó thì xin mời Nguyên Như đọc bài về danh.
Kính lạy Phật từ bi quảng đại, vì chúng sanh muôn loài đảo điên, luân hồi khổ não triền miên, mới tìm phương giải lửa phiền đốt thân. Kính lạy Pháp nguồn ân khôn tả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Đời còn lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đời đưa. Kính lạy Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoàng hóa đạo màu. Vô minh khỏi phải lo âu, rọi đèn cứu khổ dẫn chúng sanh. Do sự phước báo lễ bái Tam Bảo tóm tắt này, xin hồi hướng công đức này đến tất cả chư tăng ni Phật tử đang hiện diện, đang tín pháp, được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt lớp học để con đọc bài nội dung Ni Tiên Vấn Đáp, gồm 244 câu hỏi. Phần câu hỏi thứ một, thứ nhất, danh. Đức vua Milanda sau khi lãnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với Đại Đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, Đức vua khởi chuyện. Bạch Đại Đức, trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng? Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền, vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp, Tâu Đại Vương, ngài cứ hỏi, Bần Tăng sẽ nghe. Bạch Đại Đức, trẫm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi. Bạch Đại Đức, trẫm hỏi rồi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại Vương hỏi như thế nào? Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cử tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua, cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường, đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô, lành thai, vang rền như sấm dội. Dạ con đã được đọc xong phần chánh kinh. Dạ con xin dâng mít lại cho sư chánh hạnh ạ. Phật, thì ở đây trong đoạn kinh này có nói đến tăng chúng 80.000 vị. Thì ở đây tăng chúng 80.000 vị ở đâu có nhiều như thế? Trong thời đại mà các tôn giáo khác và điên đảo bấy lâu nay mà lại có 80.000 vị chư tăng để mà đón tiếp vua Milinda. Thì ở đây khi mà ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó đi xuống để mà hóa đồ để mà đức vua, thì chư thánh tăng, chư vị a la hán và đã hóa hiện để trợ duyên cho đại đức Na Tiên. Quý vị nghe rõ không ạ? Thì đó là khi mà đức vua đi vào nhìn thấy chư tăng đến 8.000 vị cơ, thì rất là hoan hỷ, rất là mát mẻ và an lạc, và rất là nghiêm trang, im lặng như chánh pháp. Cho nên là đức vua rất là cảm thấy rất là rờn trong gáy, nó cảm thấy một cái oai lực hùng vĩ làm cho đức vua rất là khiếp sợ và kính nể trước cái hình ảnh mà chư tăng rất là đông trước là mặt của mình. Ngài không thể tin được ở đâu ra mà nhiều chư tăng như thế. Nhưng mà cái này là do chư thánh tăng A La Hán cùng với ngài Na Tiên Tỳ Kheo, tức là ngài là người dẫn đầu, ngài là ngồi trên trước, ngồi trên và ngồi trước, và
chư tăng, nhiều văn tập ở xung quanh, tức là gọi là giống là pháp chủ đó, cái người ngồi trước, cái người dẫn đầu, người lãnh đạo đó. Cho nên là rất là hùng hồn, rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Thì sau khi đã chào và cuộc đàm thoại thì trước thì ngài sẽ chọn cái chỗ ngồi phải lẽ. Chỗ ngồi phải lẽ ở đây á là nói lên cái chỗ ngồi nó không có trước, không có sau, không có ngang hàng, cũng không có phải là bất kính, mà nó phù hợp, có nghĩa là ngồi một bên. Ngồi một bên chỗ nào đó mà chúng ta có thể ngồi được mà không có bị làm che khuất người khác, hoặc là làm ảnh hưởng những cái người lớn hơn mình. Nhỏ hơn mình thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà lớn hơn mình thì mình phải tránh một cái chỗ phù hợp với mình. Thì đây là đức vua, cho nên thì có thể là sắp xếp một cái chỗ ngồi cho nó phù hợp. Thì đó là nếu mà người ta chuẩn bị cho mình cái chỗ ngồi thì mình hãy ngồi vào đó, người ta mời mình vào để ngồi. Còn nếu người ta không mời, không có chọn chỗ sẵn thì mình cũng phải tìm cái chỗ nào nó phù hợp, thích hợp với là bản thân của mình. Cũng như quý vị đi chùa đó, thì có người á, ngài ngồi, thích ngồi phía trước, chen lấn để ngồi được ngồi phía trước thì nó không phù hợp. Nhưng mà có những người này ngẩn nổi là không có thích ngồi trước, thì cứ ngồi lui sau ở trước rất là trống. Cho nên chúng ta cần phải sửa chữa cái chuyện này, cái việc này. Ai đến trước thì ngồi trước, và ngồi nếu mà mình to cao béo tốt thì mình nên chọn cái chỗ ngồi nó phù hợp để khỏi ảnh hưởng hoặc là che khuất người khác ở phía sau. Còn những người nào mà hoặc là chư tăng cho phép ngồi lên phía trước, mời lên phía trước ngồi, thì mình phải vâng lời nghe theo để cho đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh. Thì đó là cái phải lẽ ngồi phù hợp, chứ đừng có người này nghĩ người kia này nghĩ người nọ, thì không có ai ngồi phía sau, ngồi lung tung không theo thứ tự. Mình nên ngồi phía sau lưng người trước và ngồi thẳng bên nam tông mình nói riêng. Thì đó, cái sự ngồi sắp đặt chỗ ngồi hoặc là ngồi chứ không ý thức nhiều, cho nên là mong quý vị khi mà nghe xong thì hãy cố gắng giữ mà mình đến chỗ nào đó mình ngồi, mình nghe pháp, ngồi thính pháp hoặc ngồi làm một công việc gì đó, thì xem cái chỗ ngồi có phải lẽ không, phù hợp không. Có gì không, sao có bất kính với ai không đó, mình cũng xem lại. Và có những người này khi mà ngồi thiền xong hoặc là ngồi ở đâu đó thì duỗi chân duỗi cẳng ra, thì mình phải nên lấy cái khăn mình che cái chân mình lại, hoặc là mình quay cái chân mình đi chỗ khác, đừng tránh là trước mặt chư tăng hoặc trước mặt Đức Phật. Mình không nên để cái sự bất kính hoặc là nhìn nó khó coi, nó phản cảm, nhìn những người khác nhìn vào thì nó không được. Nên mong quý vị lưu tri và chánh niệm cái việc này. Nhất thiết là khi mà ngài nói tiên thì khéo quan sát cái vị vua hữu danh nó từng làm với các tôn đạo, vì gọi là làm cho các tôn giáo điên đảo. Vì sao gọi là hữu danh? Hữu danh đây là hữu là có, danh là cái danh tiếng, mà cái vị này có danh tiếng có thật, chứ không phải là chỉ có người đồn đại nói đùa, làm cho các tôn giáo điên đảo. Là khi mà đi hỏi các vị tôn giáo khác về cái luật nhân quả, luật này kia nọ, thì rất là nhiều tôn giáo khác không có đáp ứng được yêu cầu của Đức Vua, cho nên là các vị đó đã từ bỏ trốn thành để mà đi vào rừng để mà ẩn tu, không dám hoằng pháp ở nơi thì thành nữa. Thì nói là nhân quả không có, có đời này thôi, sống là đời này làm cái gì thì làm cái đó. Thì Đức Vua mới hỏi nhiều câu, thì những cái vị sa môn đó, những vị bà la môn đó không trả lời. Ví dụ như là cái người mà nô tỳ nô lệ mà bị chặt tay chặt chân thì kiếp sau cũng thành nô lệ nô tỳ
gì hay sao. Nên là quý vị này phải những tăng chúng mà được Đức Vua đến hỏi đạo, vấn đạo, trốn hết vào rừng để mà tu tập, không dám lai vãng. Thế là ngài vua, Đức Vua Milinda đó chưa gặp một vị gọi là chư tăng nào mà có cái tướng mạo gọi là cái oai nghi uy lực, nói chung là nó lớn lao, nó nhìn nó uy nghi, nó xoáy người sáng người như là ngài Na Tiên Tỳ Kheo, tướng mạo phi phạm. Cho nên là ngài cảm thấy ngài cũng rất là cảm phục. Bắt đầu là đầu tiên mà Đức Vua gặp ngài Tỳ Kheo. Và ngược lại, ngài Tiên Tỳ Kheo cũng vậy, nghĩ đến là vị Đức Vua này thì được cái tâm của vua Milinda khăn với cái trí tuệ, với là cái hiểu biết của ngài Na Tiên Tỳ Kheo thì sẽ độ được Milinda. Quý vị nghe còn nghe rõ không ạ? Dạ, mô Phật. Đó là cái việc thứ hai, cái việc ngồi nó cần phải nghiêm trang, cần phải thanh tịnh, cần phải được an lạc và đem lại cho người xung quanh cũng được an lạc, hạnh phúc, không có bị gọi là buồn phiền vì mình ngồi mình chen lấn hoặc là mình làm cho người khác phiền não vì ngồi trước mình hoặc ngồi sau mình, ngồi không có được phù hợp. Cái nữa là đại đức. Tại vì sao gọi là đại đức? Đại đức là bao nhiêu hà trở lên mới gọi là đại đức. Từ lúc mới xuất gia là Tỳ Kheo là đại đức, cho đến 20 hà. Theo bây giờ thì là các trưởng lão đó, thì là từ 20 hà trở lên đó gọi là thượng tọa. 25 hà trở lên, 20, 25 hà trở lên là thượng tọa. 30 hà trở lên thì là, 40 hà là hòa thượng. Từ 25, 20 đến 25, 30 hà là thượng tọa. Còn 40 trở lên thì là hòa thượng. Tức là 20 tuổi đời, 40 tuổi đạo gọi là hòa thượng. Còn từ 20 tuổi mà họ thì có thể gọi là đại đức, trở lên thì đến 20-25 tuổi tuổi đạo gọi là đại đức. Còn khi mà gọi là tỳ kheo thì đại diện cho chư tỳ kheo, chư tăng nói chung, và sẽ danh xưng hô tỳ kheo đó là bố ma phá ác, tức là cái vị mà đã đi tu, đã xuất gia để mà diệt trừ cái tham sân si bố ma, là đấu tranh bố và chiến đấu với là cái sân si, chiến đấu với ma vương, chiến đấu với ma tham, ma sân, ma si. Cái ma tham, ma sân, ma si này làm chúng ta phiền não, làm chúng ta đau khổ, khiến chúng ta buồn, giận hờn, lo lắng và bồi bà con đánh nhau, tại thì vợ chồng không có thương, không thuận hòa, không yêu thương, không đậm, rồi con cái thì không hiếu thảo, hiếu thuận với cha mẹ, vân vân. Đó là cái gọi là cái tham, cái lửa tham, lửa sân, lửa si, nó làm cho chúng ta buồn phiền, đau khổ. Và cái phá ác, có nghĩa là phá những cái điều ác, phá những điều bất thiện, bất lợi cho bản thân và cho những người xung quanh. Ví dụ như có nhiều người làm cái việc gì đó không có tốt, đem đến cái bất thiện cho người khác,
giống là dù những người mà người ta rải đinh ở ngoài đường để xe đi ngang cán lên để lủng lốp để người ta này phá xe có việc làm như vậy, cái việc làm đó là việc làm ác, làm không tốt, đem lại không có lợi ích cho những người xung quanh, trong cho xã hội, cho những người đi đường. Thứ nhất là có những cái tai nạn, ví dụ đang chạy xe mà cán cái những cái hoặc là những cái vật nhọn mà để mà làm cho xe nó bánh, thì tài xế không có làm chủ được cái tay lái, thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và đến những người xung quanh đang đi trên con đường đó. Thì đó là cái vụ việc ác. Thì đó là khi mà mọi người ai cũng có cái ý thức phá được cái ác, mà cái ác ở đây ác ở trong tâm của ta. Đó là cái tham, do cái lòng tham, do cái lòng sân hận mà hãm hại người khác, hay là do lòng si mê vô ý hay cố ý mà hãm hại người khác, cũng có lỗi, có tội, cũng có tạo cái nghiệp bất thiện. Mà tạo cái nghiệp bất thiện ở đây thì ông bà xưa nói là tham thì thâm. Tham ấy, thì trong Vi Diệu Pháp có câu là một tâm tham ấy, nó đi chung với là bảy tâm tâm sở hữu quả, bảy cái tâm tâm quả bất thiện là vô nhân. Bây giờ mình một cái tâm tham sanh khởi mà phải trả bảy cái quả bất thiện, mình có nên làm, có thấy thâm hay là lời thâm lỗ, không có lời mà không có lời lạc gì hết, cái quả mình vay mình trả phải bảy nữa. Cho nên là tham này thâm, tham thì để dẫn đến đau khổ cho mình và cho người, và tham mà không muốn không được thì cũng khổ, mà được rồi cũng khổ hơn, tại vì mình đã gieo được cái nghiệp, gieo được cái nghiệp thì mình phải trả cái quả. Giống là mình gieo cái hạt giống, gieo cái hạt lúa đi, thì mình gieo một hạt lúa thôi, mình lên một cây lúa mà cây lúa đó trổ bông rất là nhiều và nó cho quả rất là nhiều. Như vậy thì mình gieo một cái hạt giống bất thiện thì mình phải gặt hái cái những cái quả, cái quả bất thiện cùng sanh. Thì đó là cái việc ma hay là giống là vì mà một cái con người chết rồi không có lợi ích gì nữa, cái người không có gọi là giá trị gì lắm, nhưng đó là đối với bản thân là không có giá trị. Đó là mình xem, không xem nhẹ mình để mình tu tập, mình xem nhẹ mình để mình hành pháp và hoằng pháp độ sanh, chứ không phải là mình tăng trưởng cái căn ngã, cái lời lạc cho bản thân mà mình làm cho người khác đau khổ. Và cái một cái nghĩa nữa là tỳ kheo là cái người mà làm thầy, gọi là đang làm cái phần là hoằng pháp độ sanh, thay Đức Phật để hoằng pháp hoằng hóa. Có cái câu mà sư hay tán dương Đức Tam Bảo là kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, vô minh khỏi phải lo âu, rồi đèn cứu khổ dẫn đầu chúng sanh. Thì ở đây là chư tăng người thừa chí cả là thay Thế Tôn mà hoằng pháp, hoằng hoằng trên cái đạo vô thường, chúng sanh khỏi lo âu trong biển sanh tử luân hồi, cứu khổ dẫn đầu chúng sanh đi trước, đứng trước và làm những cái việc mà làm, tránh xa những việc cần tránh để khỏi gieo tạo cái nghiệp bất thiện cho bản thân và gieo tạo cái sự bất thiện cho người khác để khỏi bị đau khổ. Thì trong đời này nhiều người rất là đau khổ, rất là buồn phiền vì phải trả cái quả cũ, cái quả khổ trong quá khứ, rồi phải nhận cái quả hiện tại để làm cái gieo cái nhân trong hiện tại để trả quả khổ trong tương lai. Thì đó là cái mà nên tránh, nên từ bỏ, nên rời xa
Và nên mà muốn được từ bỏ, muốn tránh được điều đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác, luôn luôn hay biết cái tâm ý của chúng ta muốn nói gì, muốn làm gì, và chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả đó. Rồi đến cái câu mà nói là thắng dũng, thắng trí hay là thắng tuệ. Một người có tướng mạo phi phàm và có cái thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ. Đức nhà vua Milinda nói như thế, nghĩ là mình có cái phước và cái thắng dũng, tức là cái sự dũng, cái sự bao la, cái sự hoan hỷ mà để mà hóa độ cho đức vua, đó là cái thắng dũng, dám là trả lời những câu hỏi của đức vua là rất là hiếm trong thời bây giờ. Trí ở đây là mình có cái trí tuệ và có cái sự thù thắng của trí tuệ đó, cho nên là ngài Na Tiên Tỳ Kheo, đức Na Tiên Tỳ Kheo nghĩ thầm trong bụng như thế. Thắng tuệ tức là cái sự tuệ tri, cái sự thông minh, cái sự hiểu biết lẫn pháp học và pháp hành, và pháp hành của ngài trong thời bây giờ, thì ngài nghĩ là cái vị vua này thì không có khó khăn gì để nhất phục. Đó là cái câu, cái ý nghĩ trong tâm của đại đức Na Tiên Tỳ Kheo. Và khi mà ngài nghe đức vua hỏi thì ngài rất là bình tĩnh, rất là tự tin để mà lắng nghe câu hỏi của đức vua Milinda. Sau đó là đức vua hỏi mèo, hỏi đố, hỏi một cách rồi hóc búa để mà làm khó đại đức Na Tiên Tỳ Kheo. Thì ví dụ hỏi, đức vua không có hỏi gì cả, nhưng mà nói rằng trẫm đã hỏi rồi, thì ngài Na Tiên tâu là tôi đã nghe rồi. Thì đức vua mới hỏi là bằng tăng đã đáp rồi, thì đức Na Tiên mới đáp lại, là mới hỏi lại đáp, ngài đáp như thế nào. Thì đức vua mới hỏi, vậy thì hỏi lại đức vua hỏi như thế nào. Thì hai câu hỏi và câu đáp ở đây, một người im lặng, không hỏi gì, không nói gì, nhưng mà nói là hỏi rồi, thì hỏi trong im lặng để xem cái người kia trả lời như thế nào, có hiểu được ý mình muốn nói không. Thì ngày nay cũng trả lời rất là khéo, cũng đã đáp rồi, cho nên đại chúng rất là hoan hỷ vì cái lời hỏi không có lời và lời đáp cũng không có lời, nhưng mà đại chúng rất là hoan hỷ vì cái câu hỏi và câu đáp đó nó rất là phù hợp trong cái bối cảnh và cần sự năng Phật tử ở bên ngoài giảng đường rất là đông đảo để mà tung hô cái lời xà thú và quần thần bá quan văn võ của đức vua cũng rất là mãn nhãn, mãn nhĩ, nghe và thấy rất là hoan hỷ. Đó là cái câu nói mà sư đã giải thích đến quý vị. Quý vị có hiện khó thắc mắc hoặc là có điều gì chưa rõ thì xin hãy hỏi sư xuống mít để quý vị hỏi, hoặc là quý vị nhắn tin một Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Chánh Hạnh đã giảng bài học của ngày hôm nay. Dạ, bây giờ là cái phần giải đáp câu hỏi. Dạ, thưa quý vị có câu hỏi gì có thể giơ tay để tra hỏi thẳng với sư, hoặc là có thể chat lên màn hình và Nguyên Như sẽ thay mặt quý vị mà chuyển câu hỏi đến cho sư ạ. Dạ. Dạ, trong thời gian chờ đạo tràng hỏi, Nguyên Như xin có một câu hỏi đặt đến với sư là: bạch sư, ở trong chỗ này con thấy là có rất là nhiều cận sự nam và cận sự nữ đông đặc ở bên ngoài giảng đường. Dạ thưa sư, nếu mà Đức Vua đi vào trong cái đến thành và mời cái ngài Na Tiên hỏi, thì làm sao mà những người ở ngoài này mà nó đông, họ đông đặc mà họ có thể nghe được những cái lời của hai bên, bạch sư? Kiểu này con ngồi con coi mà con cứ thắc mắc hoài à. Dạ, coi kính sư giải thích cho chúng con hiểu rõ chỗ này. Mô Phật, quý vị nghe rõ không? Quý vị. Ở đây là tất cả chư thiền nam, cần sự nam, cần sự nữ, mà khi mà đang ngồi ở bên ngoài đấy, giảng đường đấy, thì do cái âm thanh thù thắng của chư vị, chư đại đức tăng, phàm tăng và thánh tăng, trong phàm thánh tăng là các vị a la hán, các vị đó, và thứ nhất là cái ngài Na Tiên Tỳ Kheo cũng rất là oai lực về bi trí vẹn toàn, được giải thích là thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ. Thì cái năng lực của ngài đã rất là lớn, và cộng thêm cái năng lực của chư thánh tăng và phàm tăng a la hán ở tuổi chúng rất là đông, cho nên khi mà cái lời nói của ngài nó phóng ra, nó phát ra, thì nó đưa đến tất cả mọi cần sự nam và cần sự nữ đang ngồi lắng nghe ở bên ngoài, không thiếu một chữ và không sót một lời. Đó là cái năng lực phước báo và trí tuệ của ngài Na Tiên Tỳ Kheo và chư thánh chúng a la hán và phàm tăng và thánh tăng. Vậy đó là câu trả lời của sư. Quý vị đã rõ chưa? Mô Phật, sư xin xuống mic. Sa thú, con xin tri ân câu trả lời của sư ạ. Dạ, con xin kính mời đạo tràng. Đạo tràng có thể đặt câu hỏi với sư. Mọi người có rõ về cái phần này chưa ạ? Anh Lý có câu hỏi gì không? Anh Lý có thể đặt câu hỏi với sư. Mình còn khoảng 25 phút nữa đây. Chị Nhung, dạ em xin kính mời chị ạ. Xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính lễ sư Chánh Hạnh, sư Thanh Tâm cùng các quý sư viên tu nữ cùng anh chị em ở trong học. Dạ, con thì về bài học thì con không con chưa có câu hỏi gì hết, nhưng mà con có nhờ sư giải thích giúp con về cái mà hồi đầu lúc đầu mà sư chỉ cái cách mà mình phân biệt để mình xưng hô cho nó về hòa thượng là phải 40 tuổi đạo lên, về thượng tọa là 20 tuổi đạo trở lên, còn nếu mà gọi đại đức là khoảng dưới 20 tuổi đạo. Nên con cũng có tại vì con cũng mới qua bên Phật giáo Nam truyền này, thành ra con thấy đi đến chỗ này thì có những vị sư thì được gọi là hòa thượng, có vị thì được gọi là thượng tọa, có vị thì được gọi là đại đức. Con cũng không hiểu thì con cũng đặt vấn đề này với quý sư ở trong chùa mà con thường sinh hoạt, thì quý sư ở nơi đó nói với con đó là thôi cứ gọi là sư cho nó thân thiện, đừng có phân ra hòa thượng thượng tọa thì nó có vẻ cách xa. Thành ra con thì con cũng không rõ chuyện này. Con cũng thường hay gọi là kính lễ các sư, chứ con cũng chưa phân biệt được thế nào là hòa thượng với thượng tọa với đại đức á. Nhiều khi cái cách xưng hô của con nó cũng chưa phải lẽ,
thì con cũng xin sám hối và cũng nhờ sư chỉ cho con biết rõ là nếu con gọi là sư như vậy thì nó có gì đúng có gì sai, dạ sư giải thích giúp con. Con xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, xin trả lời câu hỏi của cô Nhung, cô Hồng Nhung. Dạ, là nếu mà gọi đúng thì là trên Nam Hà, sau khi ở với thầy thì là trên Nam Hà mới được rời thầy để đi hoằng pháp đồ sanh, hoặc là để học hỏi thêm, hoặc là đi truyền bá, thì là có thể là gọi đại đức từ sau khi Nam Hà trở lên, hoặc là mới tu cũng có thể gọi đại đức được. Nhưng mà thường thường các sư thì cũng hơi ngại, là cũng còn nhỏ, cho nên gọi đại đức, cái từ đại đức này thì dùng chung cho tất cả chư tăng mà gọi là tỳ kheo đã xuất gia thọ giới cùng túc giới, tức là 227 giới thì cũng được gọi là đại đức. Nhưng mà sau năm thì các vị đó thì mới nhận, hoặc là các vị đó thì vì khiêm hà cho nên là gọi là sư cho nó thân thiện, cũng không có sai, cũng không ảnh hưởng gì. Còn vì nào mà có cái danh xưng như vậy, cái từ đó mình thôi, chứ không phải là gọi như vậy là sai, gọi như vậy là không đúng. Còn gọi là các sư, các ngài, các chư tăng. Còn nếu một vị thì mình gọi sư, thì hoặc là gọi sư phụ là cũng được, không ảnh hưởng gì. Đó là cái xưng hô. Nhưng mà theo cái cấp bậc vai vế ở trong cái hành xử về giới thì nó cái cấp bậc phân biệt người lớn người nhỏ, để có tôn ti trật tự ở trong có sư huynh sư đệ, chứ không phải là mình không phân biệt thì nó là nó cầu bằng này cũng không được. Người nào như người nào mới tu cũng như là trưởng lão thì nó cũng không phải lẽ. Cho nên thì khi các vị đó đã nói như vậy thì đó là với tư cách cá nhân. Còn khi mà ông đại chúng trong chữ tăng thì mình phải gọi cho nó phù hợp. Chẳng hạn như là từ năm hà đến 25 hà thì có thể là 20 hà, 25 hà thì là đại đức. Rồi khi mà từ 20 hà, 25 hà trở lên 30, 40 hà thì là thượng tọa. Rồi sau 40 hà thì hòa thượng. Nhưng mà thường thì các sư cũng khiêm cung khiêm hạ, cho nên là muốn Phật tử hoặc đệ tử của mình hoặc là chưa nam tín nữ gọi chung là các sư để cho nó thân thiện, cho nó bình thường. Còn khi mà mình tôn kính, mình đi trong cái lễ hội, trong các cái tổ chức Phật sự hoặc là có những sự kiện thì nó có cái phân biệt. Vì các vị hòa thượng chứng minh thì ngồi chỗ nào, các vị thượng tọa trưởng lão ngồi chỗ nào, các vị đại đức thì ngồi chỗ nào, các vị nhỏ hơn thì ngồi chỗ nào cho nó phải lẽ, cho nó phù hợp. Thì cái đó là có phân biệt của tôn ti trật tự để mà sắp xếp chỗ ngồi nó phải lẽ và cái tứ sự cúng dường cho nó phù hợp. Các vị nào có chức sắc, có trụ trì hay là có làm cái những cái việc trong giáo hội hay trong cái chùa thì có những cái việc cái trụ trì hay là chức sự hay là phó trụ trì hay là trợ trì vân vân, thì những vị đó nó có chức sắc thì phải sắp xếp cái phù hợp cái chỗ ngồi và cái theo hạ lạc, có nghĩa là người nào tu trước người nào tu sau thì ngồi theo thứ lớp, và cái người nào mà có công việc thì phải ngồi ở đâu để nó phù hợp với lại chức vụ vân vân. Thì đó là cái cách để mà xưng hô, thì không, nó không có quan trọng. Quan trọng một cái vị đó cho phép mình gọi như thế nào, mình gọi như thế đó. Còn trong đám đông hoặc là trong cái lễ hội hay trong là cái hành chánh thì mình phải gọi cho đúng cái quy định của ban tổ chức để sắp xếp. Còn khi mà mình ở chùa, trong chùa thì tăng chúng nhau thì các vị không có chấp trách những cái lễ nghi nhiều, mình cũng thông qua các vị đã nói như vậy thì mình sẽ theo. Hoặc là thường thường mình ngồi trước mặt chư tăng thì không cho phép, hoặc là ngồi một chỗ nào đó mà
ngang hàng quá hoặc là thấp hơn, cao hơn. Nghe sư giải thích thêm cái chỗ là khi mình ngồi nghe pháp thì mình tốt hơn hết mình phải ngồi chỗ thấp hơn để lắng nghe và tránh gọi là đối diện, trực diện. Nên mình phải dành cái chỗ đó cho nó thông thoáng, không có được ngồi trước như vậy thì nó bất kính. Từ khi là chư tăng cho phép mình ngồi hoặc là cái vị giảng sư, pháp sư đó cho phép mình ngồi thì mình mới được phép ngồi, hoặc là yêu cầu mình ngồi thì mình không có từ chối. Đó là cái câu trả lời của sư đến quý vị. Mong quý vị ghi nhớ và hành cho đúng để được có nhiều cái phước báo cung kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của sư đối với chị Hồng. Dạ vị còn vị nào có những câu hỏi thắc mắc xin đưa bàn tay để hỏi thẳng với sư, hoặc là có thể chat lên màn hình thì Nguyên Như sẽ đọc lên để đạo tràng cùng nghe và sư cùng giải thích cho tất cả chúng ta. Dạ bạch sư, trong khi mời chờ đạo tràng có câu hỏi, hỏi nữa là hồi nãy con sư dạy về cái chỗ ngồi phải bạch sư. Con có một cái thắc mắc là khi mà con đến một cái chùa chẳng hạn như chùa Người Miến hay là chùa Campuchia thì những cái chùa đó họ rất là đông chư tăng, có thể 5, 10, 15 hoặc 20 vị lận. Thì nếu mà con nhìn lên trên chánh điện con thấy khoảng 20 vị sư vừa bên phải vừa bên trái, và ở có người ngồi trước, có người ngồi ở đằng sau. Dạ kính sư có thể giải thích cho chúng con là ngồi theo hạ lạp là ngồi như thế nào là cho phải lẽ của trong chư tăng, và nếu mà có một cái vị khách tăng của chùa đi tới ngồi thì cái vị khách tăng đó ngồi như thế nào, để mà tụi con như là một Phật tử thì con nhìn lên con thể có thể biết là người nào theo cái cấp bậc hoặc là cái hạ lạp bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư. Dạ. Cô Phật xin trả lời câu hỏi của cô Nguyên Như là khi mà chư tăng mới đến thì thứ nhất là ngồi theo hạ lạp, thứ hai là sắp xếp theo cái vị đó có chức vị ở trong cái ngôi chùa khác cho nó phù hợp, ví dụ đại diện cái ngôi chùa nào đó đến để dự lễ, nhưng cái vị trụ trì thì kính lễ hay là khiêm cung thì đó, mời vị đó lên ngồi gần mình hoặc là ngồi ngang mình, hoặc là cái vị đó mà khiêm cung thì có thể là ngồi cũng được, mà còn không thì phải ngồi theo cái hạ lạp của mình là ngồi sau. Ví dụ không có vị nào ngồi ví dụ 10 hạ là vị đó mới có 5 hạ thôi, còn có trong vị trong chùa lớn hạ hơn như 7 hạ, 8 hạ vân vân thì đúng lễ đúng pháp thì phải ngồi sau những cái vị mà tám hà đó thì mới đúng phép đúng lễ. Nhưng vị trụ trì đã cho phép, vị trưởng lão đã cho phép, đã kêu ngồi gần kế bên mình hoặc là ngồi chỗ nào đó phù hợp thì mình nên ngồi chỗ đó, cung kính hơn bằng tuân mình đó là phải nghe lời vị lớn sắp xếp. Còn cái khi mà mình không ai mời, không ai chỉ chỗ, không ai nhắc nhở thì mình từ hỏi thăm những vị cao hạ hơn thì mình ngồi cho nó phù hợp với là cái chỗ ngồi của mình. Ví dụ mình năm hạ mà mình ngồi, mình phải hỏi thăm cái đó ngồi vì trong chùa đó bao nhiêu hạ để mình biết. Nếu mình biết rồi thì mình tự động mình kiếm chỗ ngồi phù hợp. Còn nếu mình kiêm cung hơn nữa thì mình kiếm chỗ nào phía sau mình ngồi, không có ai la rầy mình đâu và cũng không ai trách móc mình. Còn nếu mà mình dành, mình trang, mình lên ngồi trước mình sẽ bị của trách, mình sẽ bị những người khác chê cười và mình sẽ bị tổn phước. Nếu mình không có cái sự tôn kính thì mình không có phước, mình không có cái phước đó, mình mất cái phước đó đi. Và mình ngồi trước, ăn trên ngồi trước là những vị lớn, những vị có đức độ để người ta lễ lại và đại diện cho chư tăng có thể lên đó để ngồi để mà. Nhưng là khi mà được mời, được thỉnh, ví dụ cái vị sa di hay là vị tỳ kheo, cho dù nhỏ hạ hay là mới tu, nhưng mà có cái khả năng, có cái lời khẩu, có cái hiểu biết về pháp học, pháp hành, có thể là mời lên ngồi ở đằng trước
tầng đầu để mà thuyết pháp giảng kinh cho tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử, cho cần sự nam cần sự nữ, thì cái vị đó vẫn là được ngồi trước, ngồi trên, ngồi cao hơn những vị cao hạ hơn. Đó là xin giải thích thêm vấn đề là đại diện chư tăng để mà làm một cái lễ, hoặc là đại diện chư tăng để mà giáo huấn, thay lời chư tăng để giáo huấn thì được phép ngồi phía trước, ngồi tiên, ngồi cao. Đó là cái tôn kính pháp bảo. Nhà mô Phật. Xin nhìn thương minh lại cho MC Nguyên Như. Mô Bích Thái Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính chư ân sư đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, đạo tràng còn ai có câu hỏi nữa không? Anh Lý, chị Nhung, còn ai có câu hỏi nữa không? Mình còn khoảng 13 phút nữa đây. Xin mời đạo tràng nha. Mình hỏi thì sư trả lời cả lớp đều được học hết. Xin mời quý vị nha. Nguyên Trang ơi, có câu hỏi nào hay không? Dạ, chị Nhung, xa thú chị. Dạ, con thưa sư, con thưa đại đức, con cũng nhân đây con cũng xin hỏi là về hàng Phật tử chúng con á, thì cách ngồi như thế nào thì nó hợp lẽ, ví dụ như trong một cái thính chúng, ví dụ như nơi chùa mà con hay đến sinh hoạt, thì hàng chư tăng ngồi ở phía trên chính điện đối diện với Phật tử, còn ở phía dưới á, thì phía bên tay phải trên cùng á, là các cô tu nữ, còn bên tay trái á, thì con thấy nhiều khi cũng không có ai ngồi hết. Thì con cũng có hỏi mấy vị mà sinh hoạt lâu á, thì mấy vị đó nói là cái nơi đó để cho các Phật tử nam, tại vì họ là nam thành ra họ được ở ngồi trên đó, họ được một cái binh dạnh dự hơn, là vì là họ là thân nam thành ra họ được ngồi phía trên, còn các Phật tử nữ thì mình phải ngồi phía dưới nữa. Thì con không biết mình sắp xếp như vậy là tự mình sắp xếp hay là nó có quy định gì không, vì con thấy như vậy phía trên cái chỗ mà nói là các Phật tử nam ngồi thì con thấy trống trơn, không ai chịu lên, các Phật tử nam cũng ngồi phía dưới luôn, thành ra có một cái khoảng trống như vậy. Nó cũng không được đẹp cho đạo tràng. Thì con xin thưa với sư chỉ giúp con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, mong trả lời câu hỏi tiếp theo của cô Hồng Nhung. Là cái chỗ này là do, thứ nhất là do ở trong chùa đó các vị chư tăng cũng hiểu cái vấn đề là chỗ ngồi, cho nên là đôi khi Phật tử thì ai cũng ngại ngùng, cho nên là không dám ngồi lên trên. Cho nên là mình có ý thức thì mình có thể huy động các Phật tử khác lên ngồi và cùng ổn định cái đạo tràng cho nó tốt đẹp hơn. Trước khi mình có cái sự huy động đó, mình cũng phải thưa chư tăng cho phép để cho con sắp xếp cái chỗ ngồi cho quý Phật tử nam nữ Phật tử ở nơi đây, cho nó phù hợp, cho nó trang nghiêm, để cho cái cuộc lễ nó được tình trang nghiêm hơn và nó hợp hơn, thì mình phải xin phép chư tăng rồi mình hãy làm. Còn nếu mình không có xin phép, không có tóc bọc thì mình làm cũng được, cũng tốt, nhưng mà có nhiều người khác người ta không hài lòng, người ta sẽ mắng mình, la mình, hoặc là cái thang tâm tham sân si của người ta nó nhiều hơn, thì mình làm như vậy thì nó vượt cái quyền hạn của mình. Và chư tăng cho phép thì cũng có thể là các vị chư tăng nó, nếu mà khó thì cũng bị la đấy, còn nếu mà dễ thì các vị cũng hoan hỷ. Còn cái chỗ ngồi thì nó không có quan trọng lắm, nhưng mà thật ra mình ngồi sao cho dễ coi, chứ không phải là cái chỗ ngồi nó quý giá, nó cao thường hay là nó có lời lọc gì này cái nọ hay là làm hại đến ai, nhưng thật ra nó ngồi nó phù hợp thì nó đẹp hơn, tốt hơn. Trong cái lúc mà hành lễ trang nghiêm như vậy mà mình ngồi lộn xộn lung tung quá thì nó mất cái trang nghiêm đi. Nhưng mà ở bên cái sự sắp xếp hàng phái của mình cũng có tùy chùa, có chùa thì quý ngài cũng do lu bu nhiều việc cho nên quý ngài không có sắp xếp, không để ý, cho nên là cũng không để tâm, cho nên là đôi khi nó cũng ngồi lung tung hết, ai ngồi ở đâu thì ngồi chứ không có bắt buộc, không có ép.
nhưng mà cái từ giác nó không có cao, cho nên mình phải góp ý thêm hoặc là mình xin phép để mình sắp xếp. Nếu mà mình làm được thì mình cũng xin phép chư tăng ở trong chùa để mà điều động sắp xếp cho nó phù hợp, còn không thì mình nhờ chư tăng sắp xếp để cho nó nhìn cho đẹp. Khi mà có những cuộc lễ có quay phim chụp hình thì đưa lên cái hình ảnh thì nó mang cái tính là phổ biến và cái tính là lưu lại, lưu truyền lại. Đôi khi ngồi như vậy thì nó không đẹp, nó không có thẩm mỹ, nó cũng không có thiện cảm lắm. Cho nên là tốt hơn hết việc khéo để tác ý để chia sẻ với các vị sư ở trong chùa hoặc các chư tăng có trách nhiệm ở trong chùa để mà xin cái lời gọi là xin cái lình để làm cái việc đó cho nó phù hợp hơn. Đó là cái sự chỉ đạo, sự chỉ dạy của chư tăng ở trong chùa đó, trong bổn từ đó. Chứ không phải ở đâu mình muốn làm là mình làm được đâu, mình muốn nói là mình nói được đâu. Tại mình không có cái phần sự, không có tư cách, không có bổ phận thì mình nói không được. Còn khi mà mình được cái chỉ thị hoặc cái chỉ đạo của các ngài, các vị lớn hoặc các sư thì mình có thể giúp đỡ các ngài, vân vân. Thì đó là cái câu trả lời thêm của sư. Dạ, quý vị nào nó thắc mắc thêm thì sư giải thích. Có câu hỏi nào thì cứ đặt ra, đừng có ngại. Mô Phật. Dạ, sư xin xuống mất ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của chị Nhung. Dạ đạo tràng còn có ai có câu hỏi nữa hay không? Dạ câu hỏi của Soma Gihi, con xin sư giải thích rõ về vô hiện nghiệp. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Mô Phật. Dạ, xin trả lời là câu hỏi hiện nghiệp là không. Hiện là hiện, nghiệp là cái nghiệp của hiện tại. Vô hiệu nghiệp có nghĩa là cái nghiệp đó nó cái hiện tại nó không có cái không có nghiệp. Cái hiện tại cũng là cái quả đó, nó phải là cái nghiệp. Và cái quả thì không phải là nghiệp, giống là cái quả mình được cái thân này là mình do cái quả quá khứ, đấy là cái nhân quá khứ. Bây giờ mình đã nhận cái quả chứ không phải là mình cái nghiệp, hoặc là mình đi đâu đó gặp ai đó mà người ta không hài lòng, không ưa mình, đấy không phải là do mình làm gì người ta, hay là mình mắng chửi hay là ghét người ta hay là đánh đập người ta mà người ta ghét mình, không ưa mình là vì cái bản mặt của mình. Cái bản mặt của mình là chuyện bình thường, cái thân tứ đài này là chuyện bình thường, nó không liên quan gì đến cái sự ghét bỏ của người khác hết. Nhưng mà đó là cái nghiệp trong quá khứ, khi mình cũng làm cái điều gì đó để cho người ta ghét, mình làm cho người ta đau khổ, hoặc là mình đang mắng chửi người khác, hoặc là mình bực bội cái kia cái nào, thì đó là cái vô hiệu nghiệp. Cái nghiệp này nó không có để mình trong cái, nó không có phải là cái quả. Cái nhân chẳng phải quả, vô hiệu, nó không có sinh ra cái quả nghiệp, nó không có hiệu lực. Mình làm mà mình làm trong cái vô thức, làm giống là trong cái việc mình ngủ nghỉ chẳng hạn, mình cũng không có cái tạo cái nghiệp gì bất thiện hết, nó vô hiệu hóa, nó không có sanh nữa. Hoặc là khi mình có cái phước nhiều, đôi lúc có những cái tội nhỏ thì mình cũng không có, mà là đôi lúc không ai để ý, cũng hay là cái quả đó nó không có nặng. Và khi mà cái phước mình nhiều đó thì cái quả nghiệp của mình đó, nó nhẹ đi, cái nghiệp đó nó nhẹ đi thì nó cũng không có lướt qua hết, giống là các vị A La Hán khi mà đắc đạo đắc quả rồi đó thì các vị đó không trả nghiệp bằng thân, nhưng mà cái tâm của các ngài thì không có đau khổ, không có gọi là phiền hà nữa, ngài vẫn chấp nhận trả quả như là ngài một Kiền Liên đó. Kiếp trước, đời trước ngài đạo một cái nhân bất thiện, làm cướp, bất hiếu với cha mẹ vân vân, thì khi mà ngài trả cái quả mà bị phanh thây đó, ngài vẫn hoan hỷ để trả cái quả đó,
dù ngài là A-la-hán rồi nhưng mà cái quả nghiệp của thân tứ đài vẫn còn, thì ngài vẫn vui vẻ trả quả, còn ngài niết bàn. Và sau khi ngài đã trả quả xong thì ngài cũng thu thân lại để ngài về lãnh lễ Đức Phật trước khi ngài tịch diệt đi vào quả niết bàn. Dạ, sư xin hết ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, như xin kính viện đất học có thể tri ân sư Chánh Hạnh đã giảng giải cho chúng con bài học hôm nay và đã trả lời những câu hỏi của các vị Phật tử để cho chúng con có thể học hiểu hơn. Dạ, Nguyên Như vừa mới té và vào lại, Nguyên Trang có thể thay mặt Nguyên Như để đọc câu hỏi được không ạ? Như xin xuống mời Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước hết con kính bạch sư Thanh Tâm, kính bạch sư Chánh Hạnh, kính bạch sư Minh Thông. Dạ, con thấy có một câu hỏi của đạo hữu Kim Quân. Dạ, con xin đọc ạ. Mô Phật, sư phụ giải thích thêm về lý do Phật tử ngồi trước. Phật tử nữ có phải vẫn còn chút suy nghĩ trọng nam khinh nữ? Dạ. Xin đọc lớn lên ạ. Rồi, Nguyễn Trang đọc lớn. Dạ, con xin đọc lại ạ. Không biết đạo tràng có nghe rõ chưa ạ? Dạ, con xin đọc lại. Mô Phật, sư phụ giải thích thêm về lý do Phật tử nam ngồi trước Phật tử nữ. Có phải vẫn còn chút suy nghĩ trọng nam khinh nữ? Dạ, con kính dâng mít lại cho sư Chánh Hạnh để sư có thể giải thích câu hỏi này ạ. Con kính dâng mít lại cho sư, con xin xuống mít ạ. Dạ, câu hỏi này thì Đức Phật cũng không có phân biệt, cũng rất là thương quý các cái cần sự nữ và nữ. Nói chung là khi mà giáo pháp của Đức Phật á, đúng ra là tồn tại trên 10.000 năm, nhưng mà do có người nữ và xuất gia tu học cho nên là giảm lại còn 5.000 năm mà thôi. Thì đó là cái nói về cái sự phân biệt trong thời đạo Phật cũng như thời bây giờ, thì cũng có sự trọng nam khinh nữ, nhưng mà nó cái nào nó cũng có tôn ti trật tự của nó. Nó là chư tăng rồi đến chư ni, rồi nam rồi đến nữ, rồi cái đó là nó theo cái quy luật mà Thích-khu-ni đó, Thích-khu-ni mà Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni, thì cái chữ ni này cũng là Đức Phật cũng ưu ái dành cho người nữ chứ không phải là người nam không đâu đó. Vì sao nó phải là tỳ khu ni, tỳ khu nam hay là tỳ khu Thích Ca mà nó là tỳ khu ni, Mâu Ni, mà trong ni giới thì là gọi là tỳ khu ni, thích nữ gì đó, vân vân. Chỉ còn cái nam, người nam, người nữ, vì sao gọi là người nam là trụ cột của gia đình mà gọi là người nữ là trụ cột gia đình. Cho nên là cái người nam thì cái phước báo để được là người nam đó, thì nó nhiều hơn cái phước báo của người nữ. Người nữ thì nó vất vả, khổ, vì còn phải cái tâm tính nó không được là thông thoáng hay là đầy đủ, và cái lúc đó nó cũng kém hơn, cái phần tu tập thì nó cũng không có bằng. Mặc dù là người nữ rất là siêng năng, nhưng mà cái tâm người nữ, nó cái định của người nữ nó ít kém hơn. Để ví dụ lý do là ở đây là khi người nữ thì hay nghĩ về cái sự bon chen bổn xẻng, ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân. So với người nam thì người nam rất ít hơn, là cái xác suất nó rất là ít, và những đa phần như vậy. Và khi mà từ người là để tu tập để mà thành tựu là như người nam, để mà trở thành người nam á, đến 7 kiếp nữa, một người nam rất là khó, sinh ra được làm người đã khó, gặp được Phật pháp thì khó hơn, làm được một người nam là khó hơn nữa. Cho nên cái chuyện tập nam khinh nữ ở đây là cái phước báo của cái người nam, chứ không phải là do tự nhiên mà mình trọng nam khinh nữ, không phải là khinh dễ, mà cái đây là tôn trọng, có cái giai cấp.
có cái cấp bậc, có cái phước báo sắp xếp như vậy, chứ không phải là ai là không muốn là ngang hàng hay là muốn hơn người khác, nhưng mà đó là do cái phước báo, do cái quả trời, quả người, quả chư thiên hay là quả địa ngục hay là quả súc sanh. Nói chung là mỗi quả mỗi cảnh nó có cái phước báo riêng của nó, và một cái con người chúng ta thì cũng có cái nhân duyên. Mô Phật. Trước hết con xin kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào sư chánh hạnh, kính chào đạo tràng. Tại vì sư nhìn thấy đồng hồ là 10 giờ, hồi nãy giờ nghe những câu hỏi và của quý vị thì cũng rất là hay. Quý vị nhớ một điều là nước Việt Nam mình á, nó có một cái đặc biệt á, là nó có cả hai Phật giáo nha, Phật Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì đến từ miền Bắc, từ miền Bắc. Còn ở miền Nam mình á, thì đến từ Campuchia và Lào. Cho nên những người mà có nghiên cứu, có đi tìm hiểu đó, thì họ biết được cả hai, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Thì Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa đó, họ tại vì hồi xưa bị ảnh hưởng ở bên Tàu đó, cho nên nó có nhiều cái phong tục tập quán, nhưng mà nói dần như là đó, họ cũng chia ra nhiều giai cấp, đại lão hòa thượng, rồi thượng tọa đại đức. Còn ở bên Nguyên Thủy đó thì rất là gọn, chỉ có hai điều chính thôi, đó là sư huynh sư đệ. Sư huynh là Bành Tế, người thấp hơn là A Vú Xô, đó là trong hàng chư tăng á. Ví dụ như vậy, sư gặp một vị lớn hơn, sư gọi là Bành Tế tên gì đó, Bành Tế Dhammasiri chẳng hạn. Còn A Vú Xô là sư đệ, này sư đệ. Đó là đơn giản là như vậy. Còn nói về chư tăng á, thì xưng là nhà sư thôi. Đúng, Phật giáo Nguyên Thủy là có đại là thượng tọa đại đức kìa, nhà sư thôi, tại vì cái chữ sư là tu gì thôi. Nhà sư sang người tu tiếng Bali gọi là Sangha. Sangha là tăng đoàn. Sa môn trong thời Đức Phật nó dùng là sa môn. Thì xưng người Phật tử, nếu mà mình gặp những vị đại hòa thượng đó, người lớn tuổi đó, thì nó có cái từ gọi là Maha Sangha. Quý vị có thể thích xưng là ngài, tại Maha là lớn, là hòa thượng đó, thì mình có thể xưng hoa là đại sư hay là ngài cũng được ha. Còn mấy vị sư như chúng tôi là chỉ là cũng là những người tu thôi, những người phàm tăng mà. Thì bên Nguyên Thủy là
đơn giản như vậy đó. Cái gì gặp sư thì quý vị có thể gặp thư sư đại gái gì được ha. Sư có nghĩa là người tu, người làm chuyện thiện, đã tu hành sợ sanh tử luân hồi đó. Còn bên 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 Bắc Tông á, thì tại vì ảnh hưởng ở bên 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 Tàu cho nên là đặt ra nhiều cái vai vế đại lão hòa thượng rồi hòa thượng rồi rồi đại đức được ha. Rồi anyway, bây giờ mình trở lại câu chuyện trước khi mình chấm dứt buổi học hôm nay, đó lại cho quý vị nghe một chút xíu về cái bài học mà ngài tức là đức vua hỏi sư Na Tiên. Bởi vì sư thấy đoạn này nó hay thì nên đọc lại cho quý vị nghe ha. Thì khi mà nhà vua đó Milinda đó gặp nhà sư Ni Tiên thì nhà sư hỏi như thế này. Bậc xuất gia, những gia như ngài đây á có lợi ích như thế nào? Nhà vua hỏi Ni Tiên như vậy đó, thì ngài mới trả lời được, tại vì vị này là bậc A La Hán, ngài mới trả lời cho nhà vua là: Tâu Đại Vương, người sẽ có ba điều lợi ích và quý báu như sau: nhờ thọ giới, người ấy thường lánh xa điều ác, thành tựu điều lành, tăng trưởng điều lành, người ấy trở thành một con người có đức hạnh. Đấy là sự lợi ích cao quý nhất. Hai, nhờ thực hành thiền định, người ấy tìm được sự quân bình và sự yên tĩnh trong tâm hồn, người ấy sẽ không còn bị tham si nung đốt quấy nhiễu nữa. Thứ ba, nhờ thực hành thiền quán mà người ấy phát sinh trí tuệ, viên mãn trí tuệ để lần lượt chứng đắc đạo quả, thánh nhân, bốn đạo bốn quả và niết bàn. Rồi nhờ hỏi tiếp và người xuất gia thì như thế nào? Thì ngài trả lời là: người xuất gia nhờ tu tập theo giới để nên gặt hái được ba điều. Người cư sĩ tại gia, người cư sĩ tại gia thì họ tu tập bố thí, giữ giới, tham thiền, nhưng họ còn có cơ hội nghi pháp và tăng trưởng bố thí. Bố thí có công năng tạo trữ phước báo, mở rộng tấm lòng và học hạnh, có cái hạnh từ bi hỷ xả, hạnh xả ly. Nhờ thọ trì ngũ giới hoặc bát quan trai giới làm cho con người trở nên hiền thiện đức hạnh. Tham thiền có công năng làm cho tham sân vắng lặng, và nghi pháp có trí tuệ để đắc đạo quả nhân. Như vậy người cư sĩ tại gia cũng có thể thực hành và thành tựu ba điều lợi ích. Thưa Tâu Đại Vương, nói tóm lại thì người nhà sư đó, chư tăng nếu mà tu có giới luật, có bố thí, có tham thiền, có học hành, có nghiên cứu, thì họ cũng khi mà bỏ hết tham sân si, tức là họ thành tựu được 10 pháp ba la mật, đắc đạo quả A La Hán. Còn người cư sĩ á thì chỉ đắc được tối đa đó là người A Na Hàm thôi, tầng thứ nhất, tầng thứ nhì thôi. Còn người nào mà đắc được tầng thứ ba đó là người đó phải xuất gia, bởi vì người đó tâm của họ lúc này đó, trí tuệ của họ rộng lớn lắm, họ không có thể nào ở trong một cái ngôi nhà với lại ở với lại gia đình được, tại vì tâm của họ lúc này nó rộng lớn, giống như con cá kình ngư mà nó muốn ra đại dương đó, thì nó mới thỏa mãn, nó mới vùng vẫy được, nó mới bơi lội được trong đại dương, nó mới thỏa mãn được.
Thì tới đây thì quý vị nghe được hai cái sự lợi ích của người xuất gia và người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia tu cũng đắc đạo quả, cũng có thánh nhân đó nghe quý vị. Trong trong thời Đức Phật đó, có nhiều người đệ tử tại gia, thí dụ như ông Cấp Cô Độc nè, bà Visakha nè, con cháu họ nè, vân vân. Đắc được đạo quả mà họ là thánh nhân đó không phải thường đâu. Cho nên tùy duyên, nếu mà quý vị chưa đủ điều kiện xuất gia thì quý vị có thể tu ở tại gia. Cái vấn đề của mình là lo tu hành 10 pháp ba la mật, rồi giữ giới, rồi hành thiền. Suy nghĩ câu chuyện còn dài lắm, thôi thì thời gian cũng có hạn. Bây giờ mời quý vị tĩnh tâm 5 phút nha, 5 phút. Quý vị nhớ niệm Phật, thiền định, niệm hơi thở, thiền định, hành thiền quán. Khi mà hành giả hành thiền định nó có 5 cái chi thiền đó: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Hành giả thí dụ niệm Phật thì nó tầm và tư, nó trị được. Sân, khi người nào thiền định thì nó có hỷ, có định. Đó, 5 chi thiền đó nó trị được tâm sân, thủy miên, lười biếng, rồi phóng tâm và nghi ngờ. Rồi quý vị hành thiền 5 phút nha. Vì nhớ cái lợi ích của thiền á, 5 chi thiền đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Rồi mời quý vị niệm chánh niệm tỉnh giác. Nhã ghi nhận hay biết từng hơi thở, hết thở, ghi nhận cái sự chuyển động vô đó là gió đó. Hết thở thư giãn. Khi nhận cái chánh niệm, anh giả thấy tâm của mình, tâm ý nghiệp
thanh nó gì, nó vô ngã. Dạ, trở lại hơi thở. Khi nhờ cái chánh niệm cảnh giác, nhờ thân tâm ngũ uẩn này pháp hữu vi thông thường, nó khổ nó vô ngã, hành giả hay buông xả. Dạ, yeah, một phần hai cái đầu tràng, 5 phút hành thiền đã trôi qua. Trước khi dứt lời, sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện về hiện tại. Có một vị, hồi xa xưa đó, có một vị vua, ông gặp một, khi mà ông gặp nạn đó, ông mới hỏi một vị sư, bạch ngài, thời gian nào là quan trọng nhất? Vị sư trả lời hiện tại là quan trọng nhất, ngay bây giờ và nơi đây là quan trọng nhất. Câu chuyện này nó dài lắm, nhưng mà ý chính của nó đó là hiện tại là tất cả, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến, hiện tại là tất cả, hãy sống trong hiện tại, trọn vẹn trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Dạ, quý vị Phật tử lúc nào cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác,
để cho tâm được thanh tịnh. Rồi sau đây mời sư Nguyên Thông nhờ sư phúc chúc dùm cho đạo tràng nha. Kính mời sư ạ. Vavatu sabba mangalang rakam tu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada soti pavang tute vavatu sabba mangalang rakam tu sabba devata sabba dhamma nuvave nasada soti pavang tute vavatu sabba mangalang rakam tu sabba devata sabba sangha nuvave nasada soti. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của chánh pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ Va ta san ti vi ha ra va si ni thu be ha re bo thi ha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha van tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le tra cha man cha na va ca cha phin ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni cha ni căng tham ma qua răng pa tinh cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô sa măng gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu tu khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề. Do sự mà chúng con đã trong sự xin hội hướng quý Phật đã có bản cho được sự phước báo mà chúng con đã trong làm, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con xin mời chị Viên vào tối ngày mai sẽ là ngày chúng ta lại được học về nhân duyên của sư phụ Pháp Tính. Và Nguyên Như xin trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.